Mercedes-Benz vừa ra mắt mẫu sedan E200 Exclusive 2020 tại thị trường Việt Nam với giá bán 2,29 tỷ đồng, sẽ thay thế vị trí của E200 Sport. Ngay sau khi lượt giới thiệu GLC200 và GLC200 4MATIC Facelift, Mercedes-Benz tiếp tục mang đến mẫu sedan E200 Exclusive 2020. Tại Việt Nam, E-Class là mẫu sedan hạng trung được ưa chuộng nhất trên thị trường. Sau khi ra mắt, E200 Exclusive sẽ thay thế vị trí của phiên bản E200 Sport. Như vậy, dòng E-Class sẽ vẫn được phân phối 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, bao gồm E200, E200 Exclusive và E300 AMG. Tổng thể, kiểu dáng của E200 Exclusive 2020 không khác nhiều so với phiên bản E200 Sport tiền nhiệm. Xe vẫn giữ những đường nét cơ bản đã làm nên tên tuổi của E-Class tại Việt Nam. Ngôn ngữ thiết kế của xe vẫn đi theo hướng sang trọng, cao cấp kết hợp với các đường nét mềm mại và thời trang hơn. Tuy nhiên, E200 Exclusive 2020 vẫn có một số thay đổi so với E200 Sport. Những điểm mới trên E200 Exclusive gồm có lưới tản nhiệt 3 nan và logo đứng trên mũi xe truyền thống của Mercedes-Benz. Bộ mâm 5 chấu hình cánh quạt phay xước trên E200 Sport được thay bằng mâm 5 chấu kép lịch lãm kích thước 18 inch. Ở hai bên, ốp bệ cửa trước có dòng chữ Mercedes-Benz phát sáng là điểm nhấn tăng vẻ trang trọng cho xe. Ở bên trong, sự sang trọng của E200 Exclusive được gia tăng với nội thất được ốp gỗ tần bì vân nổi không để bám dấu vân tay. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da Nappa với thiết kế mới, tích hợp thêm 2 nút điều khiển dạng cảm ứng. Khác với E200 Sport, E200 Exclusive 2020 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch chia sẻ từ phiên bản cao cấp E300 AMG. Bảng đồng hồ này cũng cung cấp 3 chủ đề hiển thị gồm cổ điển, thể thao và hiện đại, mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho người lái. Các công nghệ hỗ trợ trên E200 Exclusive gồm có sạc điện thoại không dây chuẩn QI, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, chức năng đá cốp, màn che nắng cửa sổ, màn che nắng kính sau chỉnh điện và hệ thống âm thanh vòm Boomaster 13 loa cao cấp. Về sức mạnh, E200 Exclusive 2020 sử dụng động cơ tương tự E200 Sport, loại tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu sau vào số tự động 9 cấp Vectronic, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trong 7,5 giây. Các tính năng an toàn trên E200 Exclusive gồm hệ thống bảo vệ chủ động, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo tài xế buồn ngủ, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Mercedes-Benz E200 Exclusive 2020 có giá bán 2,29 tỷ đồng. So với mẫu xe tiền nhiệm E200 Sport, E200 Exclusive có giá thấp hơn 27 triệu đồng.